Suôn sẻ khiến phi thuyền bị trục trặc, hỏng hóc và hai phi hành đoàn không thể quay trở về trái đất ngay được. Chính vì vậy, họ đã có một chuyến thám hiểm hành tinh lạ này bất đắc dĩ và buộc phải vượt qua những thử thách trong môi trường không trọng lực này. Chỉ có thế, họ mới tìm ra cách sửa chữa phi thuyền và có cơ hội quay trở về quê nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đấu Trường Tài Năng. Chương trình Đấu Trường Tài Năng được phát sóng vào lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Khánh đã đi lạc. Khánh đi lạc vào một không gian này, Khánh cũng không biết là không gian gì nữa, nhưng mà đại khái là Khánh thấy nó không có trọng lực. Và những người đồng hành chung với Khánh là hai đội trưởng Hoàng Phi và Yến Nhi đã bị thất lạc nhau rồi. Phi ơi, Nhi ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Ơi, cứu tôi. Không giỡn cái này ghê nha. Nắm tay nhau cùng bước có nhau. Khánh có thật sự muốn đứng không Khánh? Vì hạnh phúc nhưng lại bình tĩnh coi. Bình tĩnh đi. Nín thở sẽ giữ thăng bằng. Còn sắp sót sao? Thà tôi mất thăng bằng chứ tôi không chịu nín thở đâu. Sao báo dữ vậy vậy? Hả? Báo vậy? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải sửa được cái phi thuyền. Ở đây ai biết sửa hay không? Bây giờ gọi cho chú Tám sửa xe ngoài đầu đường đi. Chú Tám ở dưới chứ. Chúng ta ở xa chú Tám lắm. À, cái gì? Tôi có hai người bạn. Có hả? Chúng thuộc dạng dữ dằn à. Sao mối quan hệ rộng vậy? Ở trên đây mà còn có quan hệ nữa. Có. Một người viết nhạc bên sao thổ. Còn một người là mỹ nhân sao quả. Bên đây là có hai người bạn rồi. Còn bên con chắc chắn cũng có hai người bạn chứ. Có hai người bạn ạ. Những người như thế nào? Sợ gì? Nói chung là cũng giỏi. Tài năng đúng không? Đúng rồi, tài đúng năng rồi. À. Có bao nhiêu mời ra hết đi, cứu tôi, cứu tôi. Xin mời những thành viên của đội khổng lồ. Xin mời những thành viên của đội Tí Hân. Trời ơi, ca nhạc sĩ ngoài hành tinh tới kìa. Từ từ. Ủa sao em đi bình thường thế lẽ? Anh ơi, đã lỡ mang tiếng là mỹ nhân rồi, không thể nào mà đi kiểu chụp ruột được anh à. Thấy chưa, hay đẳng cấp chưa? Mặc dù tôi biết là nói cái câu nói này trong khoảng khắc này nó cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà tôi xin hai bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả của chương trình Đấu Trường Tài Năng. Được cái lời mời của anh Phi thì ở bên cái sao quải chỉ có hai người thôi, thì người nào đẹp thì được bay qua bên đây. Dạ. Cho nên là em đã tức tốc qua bên đây để mà giải cứu mọi người. Hey. Tay không đúng không ạ? Đây. Hai lá nha. Ê, em sẽ lồng hai cái lá này vô nhau. Mọi người để ý kỹ nha. Hay quá. Hey. Trời. Hey. Trời. Thấy kỹ chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Giờ lấy ra nha. Ủa, vậy đội anh phải cần có một người đàn ông nào đó thể hiện cái bản lĩnh của mình đúng không? Tại vì em thấy những thời gian qua đội anh thì rất là thiếu thốn những người đàn ông trưởng thành đó. Nếu mà nói về đàn ông trưởng thành thì không ai qua anh chung tôi hết. Nên là thấy trưởng thành không? Mới giới thiệu trưởng thành mà quay lại thấy nhảy nhảy thiếu những nhạc vậy. Xin chào quý vị khán giả, mình là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Và hôm nay mình còn một cái vai trò khác, đó là
anh ba sửa xe ở sao Mộc. Sửa xe ở sao Mộc. Ở bên đây là những thiên tài đến từ sao Mộc và sao Hỏa, còn các con là những thiên tài đến từ đâu nha? Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chú MC, xin chào những đối thủ khổng lồ. Con tên là Sushi Đăng Khôi, năm nay con 10 tuổi. Tiết mục của con sẽ là đứng trên con lăn và lắc vòng. Siết thôi hả con? Dạ. Sao vậy? Chắc thật sự á. Trời, cái tài năng như Tết như mặt mới lan bên sao Quả vậy trời. Bên đây ảo thuật mà kiểu ảo thuật đạo cụ thôi. Không có. Kỹ năng. Em đứng trên đây là em đủ bắp bên rồi đó. Rồi. Nào con còn đợi gì nữa? Đem đồ ra rồi mình dằn dặt cô Lan thôi nào. Ủa? Kỳ vậy? Rồi mời con. Ui. Ui. Wow. Diễn trên môi trường không trọng lực đúng là khó hơn nè. Đây mới là môi trường không trọng lực nè. Cái này mới là không trọng lực nè. Chú đưa giúp con cái vòng được không chú? Ghê dạ, đủ con. Rồi. Trời ơi. Wow. Con có thể nào làm hai lá bài lòng vô lúc nào này không? Con là Kim Anh và con có thể đàn và hát. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lạ. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên 8 lên 10, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng giá qua rồi, bao nhiêu năm mạnh mẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông. Con là cánh đồng, nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như ba du lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đâu ngó. Ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi sương. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Ngọt ngào thiệt. Hay quá à, đội con mấy đứa nhỏ như con tài năng quá à. Hồi nãy chú nghe con hát mà chú hả? Nhớ ba chú lắm luôn á. Thiệt á, cái giọng hát con tình cảm vô cùng luôn. Biết cho sao chú... ông Khánh, biết hả? Tại sao không? Sao vậy? Tại vì ở đây là đang có ba luôn. Cái tình cảm nó dạt dào, em hiểu không? Nó dạt dào nên nó chọn bài của người khác hát. Chị thấy lúc nãy là ở bên đây là cứ vậy nè đó. Hiểu rồi. Ba bé nè. Con ơi. Trời quả vô. Cái gì? Tự nhiên người ta hát hay cái vô nhận như con gì tùm lum vậy chung. Thấy hay bắt Hoàng làm họ hả? Đúng rồi, với lại bé nó đã hát rõ ràng rồi. Trong cái bài hát nó có là ba đánh đàn không hay gì đó, anh chú đánh đàn hay gần chết. Bây giờ cho chú hỏi là ba của con có phải là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung hay không? Dạ đúng rồi. Trời vậy là đây là cái cuộc thi gia đình hả? Ủa sao dắt con gái đi theo chơi nữa? Thiệt em không biết chỗ này luôn. Còn anh Trung thiệt hả? Ừ, đi chung phi thuyền nè. Trời, bất ngờ quá vậy. Là bùa đậu vị con luôn ý ạ. Wow, đây là một cái tập đặc biệt thiệt luôn á. Tập vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên mà thấy là đội nào thắng thì gia đình anh Trung cũng thắng. Để tiếp nối cái không khí mà vừa sôi động mà vừa ấm áp tình cảm cho con như thế này thì mời hai đội con hãy về căn cứ của mình và mời đội của anh Phi hãy dắt người cha về căn cứ của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần để hai cha con đối đầu với nhau. Xin mời. Tinh thần quá vậy? Con Trung hả?
Các cậu có nghĩ trò chơi tiếp theo có khó không hay là dễ? Mình nghĩ là nó sẽ khá là khó, tại vì ở cái không gian không trọng lực này thì rất là khó. Em nghĩ là chắc bay vòng vòng là anh sao không làm được gì luôn. Nếu mà cái nào về thông minh là anh Trung hoặc anh Phi đó. Anh không thông minh lắm đâu. Anh còn khờ khạo lắm. Anh Phi là nhảy số nhanh lắm. Đúng em rồi, đi sân khấu Phi dạ em biết. Anh nhảy đấy. Số kinh khủng. Không, anh nhảy mấy lần rồi mấy bé bẻ số anh hoài. Nhảy sao quá. Tại vì mình nghĩ nhiều quá. Vô câu hỏi nó đơn giản lắm. Xin mời chương trình hãy cho tôi gợi ý của nhiệm vụ số 1 đi. Ơ, có gợi ý gì vậy? Ủa, khoan cái gì vậy? Nhảy. Trò này là nhảy qua chướng ngại vật đúng không? Hờ, có thể là lấy vật từ trên cao. Ồ, cũng có thể. Nhảy cao. Ủa, tại sao không phải là hình con trai nhảy mà là con gái nhảy? Là con gái thi. Số phận rồi. Phải không? Đúng rồi. Các đội trưởng ơi, các bạn hãy lựa chọn những thành viên nào mà các bạn coi là phù hợp nhất để chọn ra thi đấu ở nhiệm vụ này nha. Bạn nào có thể tự tin là mình có thể chơi được cái trò chơi này? Đó. Vậy thì đồng ý cho Yến Nhi chơi trò này nha. Ok, ok. Bye bye. Đồng ý. Yeah. Bye. Các cậu nhớ cổ vũ tớ nha. Yeah. Chúc may mắn. Thôi giờ em đi trước nha. Lên okay. Đi nha. Cố lên, lên đường em. Đi em. Lên mạnh mẽ lên. Đường. Mạnh mẽ lên. Lên đường là sao? Lên đường đi thi. Ra đi, em. Ra đi. Đầu xuôi đuôi lọt nè. Đầu xuôi. Đồ xuôi. Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Đấu Trường Tài Năng. Và chúng ta phải đến với nhiệm vụ đầu tiên để xem nhiệm vụ đầu tiên thử thách lớn như thế nào để chúng ta cùng nhau vượt ra khỏi cái vùng phải nói là rất là nguy hiểm này. Và bây giờ xin mời đại diện của hai đội Khổng Lồ và đội Tí Hon. Xin mời. Chết rồi, gặp đội trưởng. Thú hồn. Rồi, hay quá chị. Trời. Tại sao khi mà nhìn cái gợi ý là cái hình ảnh nhảy như thế này nè. Tại bên chương trình cho bé gái nhảy. Cái xong đội chị có mình diễn gái à. Cái đẩy chị ra luôn. À vậy chị có biết nhảy không? Trời ơi em. Dance Pop biết nè. Wow, là biết nhảy trên đây hả? Hip Hop biết nè. Khoan xí, hồi nãy là chương trình có gửi cho em hai cái chuông. Chương trình có dặn là tặng cho mỗi người một cái. Làm gì? Thật sự không biết là nhảy cái chuông thì nó để nó làm có gì liên vậy? Quan gì tới chuông? Ờ. Mấy chủ ơi, là sao tôi không hiểu mấy chủ ơi? Trên phi thuyền có một chiếc hộp chứa bản hướng dẫn cách sửa phi thuyền. Tuy nhiên, trong một phút cao hứng trước đó, thuyền trưởng, tức MC, đã tấy máy đặt giữa password quá phức tạp. Nhưng đến giờ lại không thể nhớ ra. Giờ còn biêu xấu nữa. Những thành viên thông thái nhất của hai phi hành đoàn sẽ phải vận dụng hết vốn kiến thức của mình về các hành tinh, lực hút, trọng lực, vũ trụ để giải ra cách mở chiếc hộp đó. Thấy chưa, em nói đúng rồi. Đơn giản thôi, chúng ta hãy. Ủa, sao vậy? Không phải khi chúng ta hãy té nha, mà là chúng ta hãy lắc chuông. Okay. Giành quyền trả lời câu hỏi. Và câu hỏi của chương trình đến từ đâu? Đến từ đây. Đổi em quá cao hình chưa, thấy chưa? Lại là những câu hỏi về IQ à. Chết rồi, cái Lan vừa mới nói xong. Rồi, hiểu rồi. Hiểu sao hồi nãy có hình nhảy rồi. Sao vậy? Người nhảy không phải hai người, mà là tôi. À, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. MC sẽ đọc câu hỏi, nếu như các bạn có đáp án, hãy lắc chuông trả lời. Chương trình chúng tôi có công nghệ va. Khi mà các bạn lắc chuông, chương trình chúng tôi sẽ xác định ai sẽ là người lắc chuông đầu tiên. Chúng tôi sẽ chọn người đó trả lời câu hỏi. Mỗi câu hỏi đúng, tất nhiên chúng ta sẽ nhận được một điểm. Nếu như ví dụ chị Lan trả lời sai thì quyền trả lời còn lại sẽ dành cho bé Nhi. Sẵn sàng? Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên như sau. Dễ không ạ? Dễ hơn hai. Thuộc lĩnh vực nào? Lĩnh vực về vũ trụ. Rồi xong rồi. Rồi thì có luôn to luôn. Tại sao con người có thể nhảy cao hơn trên mặt trăng? Bắt đầu. Vì trọng lực trên mặt trăng yếu hơn. Lắc đi. Mời con trả lời. Đáp án của con là do lực hút của mặt trăng yếu hơn trái đất ạ. Đúng. Và câu trả lời chính xác là do lực hấp dẫn trên mặt trăng nhỏ hơn trên trái đất. Chúc mừng con. Mình cầm đợi chửi như vậy. Quá tốt. Đỉnh rồi đó. Cái đó là chỉ là khởi động thôi. Khởi động mà là một câu hỏi khó như vậy rồi à.
Câu hỏi tiếp theo như sau: hành tinh nào trong hệ mặt trời có trọng lực lớn nhất? Chết luôn rồi, không biết. Hình như là sao Mộc. Sao Mộc hay sao Thổ ta? Không phải sao Mộc. Tôi xin gợi ý. Mời bạn trả lời. Gợi ý đi. Tại vì cái lúc mà em nói gợi ý là cái lúc chị đang lắc luôn. Cái hành tinh này hai chữ và trong cái tên nó có liên quan tới một loại bún. Ủa? Mộc. Vậy sao Mộc? À, sao Mộc quá. Bún thì chúng ta có bún riêu, bún mắm, bún bò, bún Mộc. Thì cũng có thể là sao Mộc. Sao Mộc là đáp án cuối cùng của chị đúng không? Và đáp án sao Mộc là đáp án chính xác. Trời ơi, âm thanh chính xác quá quen thuộc. Vậy là mình cũng còn nhớ. Và chỉ số hiện tại đang là một điều rất là gay cứng. Chúng ta hãy đến với câu hỏi số 3. Đúng rồi, đọc lẹ đi. Kiến thức đang ùa về đầu chị rồi. Hành tinh nào gần mặt trời nhất? Bắt đầu. Thủy. Cô muốn nghe gợi ý không ạ? Hết rồi. Mời chị. Theo như chị nghĩ là mặt trời rất là nóng. Đúng. Không có cái nào có thể gần được mặt trời. Để tới mặt trời là tan chảy. Đúng không ạ? Nếu như mà có thể khắc được cái sự nóng nảy đó thì không thể nào là quả được rồi. Thì nó phải là cái gì đó liên quan tới nước. Chị nghĩ là thủy đó. Nhưng mà có chốt không? Chị chốt. Ok. Chốt rồi kìa. Thủy. Và đáp án sao thủy là đáp án không thể nào. Không thể nào không chính xác. Không thể nào không chính xác. Là hút hồn. Đây là một câu hỏi liên quan tới động vật. Sinh vật đầu tiên bay vào vũ trụ. Chấm hỏi. Con ruồi. Dạ. Mèo hay con khỉ? Mèo, chó, khỉ, ba con đó là đem lên trước á. Đây là một con vật bốn chân. Không? Chị đã từng coi Endgame rồi. Chị nhớ trong các những cái thần đồ ngoài thần Thơ là chị nhớ có một cái thần là cái con giống như con cáo hay con sóc gì á. Em biết cái con đó không? Biết. Thì đó. Đó, tới con chó Laika cũng nghe. Cái ai con biết? Không biết là nó là con cáo hay là con sóc gì vậy. Nó hay nói chuyện với cái con mà có cái cây á. Cái cây. Thôi, rồi. Chốt đi à. Mất thời gian quá à. Luôn rồi. Con cáo đó. Và con cáo là đáp án sai bé. Sai. Nhi ơi, con có đáp án không? Từ từ ạ, để con suy nghĩ ạ. Nó gần giống con cáo đó con. Nó gần giống con cáo. Con chó. Chẳng lẽ con chó? Thỏ chó, hả? Con thỏ. Con chó đi. Con gì? Thỏ. Wow. Chó hả? Con thỏ gần với con cáo nhất. Và đáp án con thỏ tất nhiên là đáp án không chính xác. Đáp án là chú chó Laika. Cô chó. Em xem sách 2 tiếng mỗi ngày. Ghê trời. Đỉnh nhỉ. Câu hỏi tiếp theo như sau: hành tinh bé nhất hệ mặt trời là hành tinh gì? Mời bắn kem. À lộn, mời chị Lan. Lúc nãy chúng ta đã có thủy và mộc, chúng ta loại. Kim, mộc, quả và thổ đúng không? Kim. Phong thủy quá, bé này trả lời khoa học mà phong thủy quá. Kim có khả năng là kim này nhỏ, không lẽ thổ ta? Kim đó, cái kim này nhỏ nhất cái Lan. Chốt lẹ nè. Thôi chị mặn quả, chị chọn quả. Và đáp án sao quả là đáp án không chính xác. Con biết. Mời con. Sao thủy ạ? Sao thủy. Vâng, sao thủy là đáp án chính xác. Hai cái sao thủy, hai cái đáp án sao thủy. Và xin mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo: hành tinh nào có cấu tạo gần giống trái đất nhất? Câu này hồi đó chỉ có nghe sao kim. Chị nhớ hồi đó lúc đi học là người ta nói sao mặt trăng hình như là người ta có đi sao, sao quả hay sao á. Hình như là quả. Sao kim thì có carbon dioxide. Quả hay thổ nè. Nữa liệt kê nữa. Quả đó. Và sao hỏa là đáp án của Phương Lan. Đây là một đáp án chính xác. Tỷ số hiện tại đang là 3-2 nghiêng về khổng lồ. Trời ơi. Nhi ơi, cố lên nha con. Cố lên. Mất bao lâu để mặt trăng quay hết một vòng trái đất? 29 ngày. Mỹ Nhi. Đáp án của con là 28 ngày ạ. Và 28 là đáp án chính xác. Chúc mừng Mỹ Nhi. Wow. Em ngu con này. Tỷ số hiện tại đang là 3 điều. Bây giờ em thấy em với anh tua cũng phải 4 câu liền nữa. Đây sẽ là câu hỏi quyết định dành cho hai người. Các bạn tập trung nha. Rất gay cứng. Trời cực. Thế chưa? Thế đồ cực quá. Có cọng dây. Bước không xuống nữa. Oh. Yes. Okay. Yes. Hay quá. Shot. Ai là người đầu tiên bay vào không gian? Tôi chắc chắn Yuri Gagarin.
chú cụi là người đầu tiên bay vào không gian. Chăm sóc tiếng Việt lớp 3 khó. Chị nhớ là một người đàn ông đó đúng không? Chắc gì? Là một xô. Người đàn ông. Và khi mà chúng ta được học ở ghế nhà trường là chúng ta đã được đọc qua cái người đàn ông này rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái tên tiếng Anh dài lắm. Người Nga. Đây là phi hành gia đến từ Liên Xô, đó là gì? Liên Xô, khó nhớ tên lắm. Lớp 3 đã từng học. Không thể nào nhớ được. Nhường Nhi trả lời. Con nhường cô trả lời ạ. Không ai có đáp án đúng không ạ? Không biết. Và đáp án của chúng ta là Yuri Gagarin, phi hành gia Liên Xô. Và sau khi trải qua nhiệm vụ đầu tiên thì tỷ số hiện tại của hai đội đang là 3 đều. 3 đều. Và phần thi này chúng ta Hoa, chúc mừng hai người. Trời ơi ơi. Ôi đẹp cho một vòng đầu. Quá đẹp cho vòng đầu. Con quá thông minh. Đúng ra là cái người đầu tiên bây giờ không gian phải là chú Cùi. Đó mới đúng. Với cái cách chơi của hai chị em thì tôi nghĩ là chúng ta còn lâu mới thoát ra khỏi vũ trụ này. Chị nghĩ là phải như vậy thì cái gánh nặng mới đè lên cho hai người còn lại. Đúng vậy. Ủa? Mình thi nhưng không thi, đúng không em? Vâng ạ. À, nhưng quá. Mà phải về nhà, mỏi chân quá. Nha, giờ giúp đỡ nha. Xin mời hai đội về căn cứ của mình. Yes! Hồi nãy trả lời được coi Yuri Gagarin nữa vô địch. Mặc dù Hòa thì mình vẫn có chiến lợi phẩm là cái chương này. Trời Lan ơi em hay quá Lan. Hay quá trời luôn. Chung mà nãy ngồi dò kiến thức lại là thấy quên cũng hơn nữa đó Lan. Thì ra hai anh cố tình đẩy tôi đi những câu về IQ à. Không có cái này anh không biết đúng không? Nhìn này không biết cái làm sao mà IQ. Không biết là cái thử thách tiếp theo có về thiên văn cho không tiếp theo. Và sau đây là phần gợi ý của nhiệm vụ thứ hai. Xin mời. Ủa nhảy nữa. Trời ơi, mà mặc bộ đồ bạc giống tôi nữa thôi. Tôi không dám suy đoán thêm. Cái hình này mới là gánh nè. Em nghĩ là không phải là về kiến thức nữa đâu. Em kiến thức là xong rồi đó. Bây giờ là nhiều khi vận động. Vận động hả? Đúng rồi, vận động đó. Đó là tân bổng hả? Nope. Đúng không? Hay là ném bóng? Ném, ừ. Em thì nghĩ là lăn trên dãy quả bóng. Xem người ta chơi trên YouTube á. Mình nghĩ là ở bên đội kia sẽ cũng cử ra một chú rất là ok về mảng đá bóng ấy. Em nghĩ là bộ đũa của anh cũng chắc đó. Trời ơi, nó mỏi chân lắm. Vận động. Thôi, để tôi nhận kiếm này. Bạn chọn, bạn là Khôi. Thế anh Khôi nhá. 1, 2, 3. Yeah. Cố lên, cố lên. Tôi sẽ làm đại diện cho đội người khổng lồ. Với thằng nách tay. Tôi xin mời sự xuất hiện của hai thành viên đại diện của hai đội Tí Hon và đội khổng lồ. Xin mời. À! Bước lên đây, bước lên đây. Tới đây, đại diện của khổng lồ tới đây. Tôi đến đây với thử thách này là vì anh nên gánh. Sao vậy? Hồi nãy để hình bé gái nhảy. Rồi sau đó không có bé gái nào nhảy, chỉ có Khánh đứng nhảy. Anh đau lòng Khánh. Em... Sau đó anh thấy một trái banh màu bạc tròn quay nhảy nhảy là anh nghĩ là em liền. Không. Anh lao tới đây vì em. Anh ơi, nhìn trái banh này á, ngoài cái việc mà anh nghĩ là em người là người nhảy tưng tưng ra thì anh còn nghĩ là sẽ có game gì nữa? Anh nghĩ là sẽ là một cái gì đó rất vận động. Vận động. Nếu như mà chơi về vận động, chú nghĩ là con sẽ rất tự tin đúng không? Hiểu không, hiểu không, hiểu không. Mấy chủ ơi, với gợi ý này thì chúng ta có luật chơi như thế nào ạ? Bạn hướng dẫn sửa chữa phi thuyền chỉ ra rằng cách nhanh nhất để sửa chữa là phải phục hồi khối năng lượng của nó đang bị thất thoát trước khi nó cạn kiệt hoàn toàn. Rất may, trên hành tinh này có rất nhiều những viên năng lượng nhỏ rải rác. Thành viên hai phi hành đoàn phải đi thu thập và vận chuyển những viên năng lượng đó về phi thuyền kịp trước khi quá muộn. Khánh xin phổ biến luật chơi của chương trình. Chắc là tháo bóng cho bóng nó rớt xuống đầu. Tưởng tượng là đội nha. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta sẽ đi qua đây. Trời ơi, rồi. Cỡ anh Phi lên này. Sải chân cái là chật cổ chân đi chơi. Hay quá. Giật một cụm dây xuống để cho những chiếc bóng này rớt vào đây. Sau đó chúng ta lại tiếp tục. Để cái là tôi hãy đặt cái ngang cao à. Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ đội cái nồi lẩu đó. Đúng vậy. Ứng bóng. Rồi, xong rồi dùng cái nồi lẩu đó đổ vào đây. Tất cả đều sử dụng bằng đầu. Bằng đầu hả? Không, ý là dùng cái đầu hoạt động á.
Là đúng dùng cái đầu luôn á. Đầu. Là đụng tay là thua hả? Đúng nghĩa đen luôn. À Sushi ơi, con nghĩ là con có thể nào vượt qua chú nổi trong cái trò này không ơi Sushi? Con nghĩ là chắc là... Đâu? Được không. Trong hoặc kép. Trong hoặc kép nữa hả? Con nghĩ là có. Thật là nếu như được thi, con sẽ thi trước thì sao? Thì sao? Con thi trước đi bớt áp lực. Thì cơ ngạc tự tin quá trời. Đi trước thì bớt áp lực, nhưng mà thi sau thì sẽ có nhiều kinh nghiệm. Con chọn lại không? Đi trước. Ồ, con đi trước. Xin mời con. Mời. Cố lên, năng khôi. Bé giữ thằng bằng quá hay mà. Dạ. Con sẽ có 3 phút để thực hiện thử thách này. Chú không biết con có chắc chắn thắng hay không, nhưng chú biết chắc chắn con sẽ hư tóc. Chắc chắn luôn. Mái tóc đẹp này. Con đã chuẩn bị hy sinh mái tóc của mình chưa? Dạ được, 2 tiếng là xong. Con. Em nghĩ khả năng em thi té nhiều ạ. Và sau đây là phần thể hiện của bé Sushi Đăng Khôi. Xin mời con, bắt đầu. Cố lên Đăng Khôi. Chú phụ con. Nhanh dữ chết. Ô, nó bắt đầu. Chạy. Giữ cái đầu thẳng là được. Ai da. Lên. Trời ơi, ra ngoài hết. Ôi trời ơi. Lại đưa cái rổ vô. Tội nghiệp con. Lên. Rồi, chỗ nào. Rồi. Về đó. Nha, khoan, từ từ thôi nha con. Cái đèn té cái gì té 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 Rồi, bỏ lại đi rồi. Nằm bụng mình chạy. Cái gì bay luôn. Từ thôi. Ăn quả. Wow, ok. Con chạy. Dạ rồi. Không mở đâu. Dạ không, nha. Đứng thở. Chú sẽ kéo cho con. Chú không biết là có hỗ trợ con thật sự không nữa. Ok. Chạy. Ráng lên con. Sợ té quá. Không té luôn. Vô. Ok. Yeah. Lên luôn. Cái bọc này. Ok, ôi, nhiều quá nè. Xấu bị trái. Mỏi chân. Hay quá. Cú đó xịn. Wow. Xuất sắc. Còn nha. Cái này con. Ngon lành con trai ơi. Rồi, xin cột thở. Bê tôi. Đi. Rồi, giỏi quá trời. Wow. Mà đi nó không mệt nè ha. Con làm gì con đặt cầu phút cuối vậy? Con sợ chưa hết. Mỏi chân nhưng mà nó vẫn cố gắng kìa. Mệt. Đăng Khôi mệt rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đếm thành quả của bé Đăng Khôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cười rồi. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Anh Phi méo mặt rồi. 17, 26, 27, 28, 29. Con 57 cái. 57 cái. Trời chơi mà không biểu thể diện gì hết. Vì con chơi nhận mặt thì còn sao bạn chơi. Ước gì có một cuộc gọi khẩn cấp ra ngoài đó kêu anh Phi đi dắt xe đi về luôn. Tiếp đó phần thể hiện của bé Sushi Đăng Khôi thì đây là phần thể hiện của một người đội trưởng, bé Hoàng Phi. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Nhanh nha. Ngon. Bắt đầu của bé ngon. Té đi hả? Ôi nhưng mà nó không rớt kìa. Hay quá.
hay quá. Quên ta lắm, quên ta lắm. Quá. Rồi, nè, con này nè. Ráng lên. Sao đi cái tướng hèn vậy? Tướng vậy cái nó mới ổn định. Cái thẳng bằng trên đầu. Ồ, hay quá. Hay. Tốt. Ngon, ngon à, ngon à. Từ từ ơi, chú ơi. Ra ngoài hết chú. Ủa, còn cái gì trong đó? Đúng rồi, về đây. Chạy về. Chạy về. Tới lại rồi. Thôi, quay nó đi được 3 vòng rồi thưa mọi người. Đây là vòng thứ 3. Từ từ chú ơi. Từ từ chú. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Ủa, ra ngoài hết nữa chú. Ra ngoài hết luôn. Ủa, bánh tôi đâu? Trời ơi. Bánh tôi đâu? Người ta nói hỗ trợ cho không chịu. Thì ra báo thủ là đây. Rất. Ra ngoài nữa. Ra ngoài. Vô rồi. Trời ơi, thở hồn à. Té một cái kiểu chết. Cố lên. Đau lụng. Xin mình lấy cô phụ huynh đó. Hiện tại thì số banh của Hoàng Phi rất là ít nha Phi ơi. Ráng lên Phi ơi, rất nhiều. Ui, Phi ơi, chạy về Phi ơi. Yeah. Rất nhiều mà ra ngoài hết. Ra ngoài hết. Tới đèn té cái vui cười chết nè. Tới đèn té cái vui cười chết nè. Cười chết. Có ai gạt chân tôi? Mấy cái pha này gạt cái chú. Có ai gạt chân tôi? Trời đất ơi. Ra ngoài rồi. Rồi ra, ra hết thiệt. Về đây anh, về đây anh. Đúng không? Không có gì. Hiểu đâu. Bảo anh rồi. Phải đo được cái banh cái đầu anh. Rồi anh mới kéo. Cứ lên, cứ lên. Ra ngoài. Không. Ra ngoài. Ra ngoài luôn. Trời ơi. Trời ơi. Biết là chú thua rồi, nên cổ vũ với chú vui thôi. Chú này giật mạnh quá. Cái gì vậy? À đúng rồi. Chú giật mạnh quá nó bị nhúc nhích đúng không? Chú giật mạnh quá nó lôi ra ngoài hết luôn. Rồi, gần hết rồi chú ơi. Răng, vô được vài quả. Hay lắm, hay lắm. Tập 3 trái đó Phi ơi. Thiệt ơi. Ôi trời ơi. Ôi, chết mất. Dắt xe sẵn cho anh Phi rồi đó. Sau đổi cái mũ này đi về luôn. Wow. Ok, ok luôn. Dạ, dạ, tại sao như vậy ngay từ đầu. Không biết có được 50 phì trái. Alo, ra ngoài còn nhiều hơn cả bên trong thùng nữa chú Phi ơi. Theo tốc độ này thì Khánh nghĩ là có thể là đội của anh Hoàng Phi có thể cuối rồi. Còn 30 giây nữa có thể là anh Hoàng Phi sẽ hoàn thành hết thử thách của mình mà không cần tới 3 phút. Rồi hai quả cũng là tới mới được. Ráng lên. Ui, ba quả. Ok. Rồi thêm hai quả. Kết thúc. Ra ngoài rồi. Khánh nghĩ không cần đếm. Không cần thiết phải đếm nữa đâu. Số bóng khá vơi. Ê, hay là bây giờ mình thua luôn đi, mình đừng đếm bóng nhục lắm. Không, đếm chưa. Vô. Cùng nhau đếm nha. 1 2 3 4 Thôi được rồi. Tôi không biết gì nữa. Còn ít quá. Cảm ơn Khánh. Hên á, chú Khánh đổ hết rồi đó. Chứ còn đếm nữa thì con thua chắc rồi đó Sushi. Rồi, coi như là dáng này chú Hoàng Phi nhường con đi. Đúng không ạ? Cảm ơn, đúng rồi, tại bé nó nỗ lực quá. Chú Hoàng Phi cũng đã chơi suốt mồ hôi. Cha con mẹ. Bé hơi khó khăn ở cái phần mà giật trái bóng ra. Cho nên Khánh bé đã hỗ trợ. Bé thấp quá. Nhưng mà cái việc mà bé đi rất là nhẹ nhàng. Anh Phi đi cũng rất là tốt. Nhưng mà cái phần kéo bóng nó hơi bị vấn đề tí xíu. Đâu, nhiều vấn đề chứ đâu mà vấn đề tí xíu. Và rõ ràng phần thi của bé Sushi đang khôi đem về phần bóng nhiều hơn. Nhiều hơn rất nhiều. Chút. Rất nhiều. Và phần thắng tất nhiên thuộc về bé Sushi Đăng Khôi. Yeah, thế nào? Đăng Khôi. Ok. Sau trận thua ê chề này, tôi xin mời anh trở về căn cứ của mình để thông báo tin buồn cùng với đồng đội. Xin mời. Không, thật ra đồng đội tôi đã biết hết rồi. Ủa, vậy là mình còn vòng tiếp theo là mình còn một vòng nữa. Kia. À, bên đây là còn một bé là con gái rượu của anh Nguyễn Văn Trung. Tôi sẽ cho cha con họ gặp nhau, đối đầu nhau ở tại cái vũ trụ này. Tôi thích lắm anh Phi à. Bây giờ mọi người đợi tôi. Tôi về đưa ông già cũng éo qua liền. Đúng vậy. Ok, đợi tôi. Mời con, hãy kêu bạn của con lên đây.
giỏi luôn. Giỏi quá. Ôi mệt đúng không? Mệt. Cố gắng, cố gắng. Nghe nói anh là kinh nghiệm đầy mền. Trời, thằng bé đó anh chỉ cần búng tay là nó tiêu liền. Tại sao tới gần cuối rồi thì bóng mới vô rổ? Không, trời, anh nhục lắm, anh rớt, anh em cảm giác bóng rớt hết trước mặt em vậy nè mà không anh cũng thấy nào. Nhục nữa. Không sao, bây giờ chúng ta chỉ mới là tỷ lệ là mới có 2-1 thôi. Thì bây giờ là nếu mà bằng thì cái đó gánh nặng là đè lên vai ảnh nhẹ, còn cái này bây giờ thua. Bây giờ mới nặng nè. Bây giờ anh không thể nào mà vì gia đình mà bỏ tụi em đâu nha anh Trung. Và sau đây là phần gợi ý của nhiệm vụ số 3. Xin mời. Ê, ủa, cái gì vậy, cái gì? Không, có thể là nhảy nha. Trời đất ơi, đáng vừa, bài hát vừa chạy vừa hát. Nhạc nha. Không phải, cái này là sóng âm tiếng nói. Âm. Nó giống như là những cái lời mình vừa dành cho Phi vậy. em nghĩ nha, nếu mà cái này mà là âm nhạc hay là âm thanh gì đó thì sẽ là tất cả những bài hát liên quan tới vũ trụ. Thôi, bài hát thì đây đâu ai mạnh bằng anh Trung. Đúng rồi. Bây giờ ảnh là cái mục tiêu, cái hy vọng duy nhất của đội mình. Nếu mà là phần nhảy thì mình tin chắc là bạn sẽ thắng. Bố quá. Âm nhạc. Mình không... Âm nhạc hả? Âm nhạc thì bố mình hơi bị căng á. Bố và bạn có nhường bạn không? Mình nghĩ là bố sẽ không nhường mình, nhưng mà mình chắc chắn mình sẽ cũng không nhường bố đâu. Mình sẽ cũng không nhường bố đâu. Vậy thì cố gắng đi nha. Thôi, anh đi ra đấu với con, anh đi nhanh lên. Đúng rồi, lẽ nhanh. Ôi, đừng có gì, yeah. Cảm cho con rồi, yeah. Lại của em với anh. Đi về, đi về. Và sau đây là sự xuất hiện của hai thành viên cuối cùng của đội Khổng Lồ và đội Tí Hon. Xin mời hai người ạ. Wow. Định mệnh. Định mệnh. Định mệnh. Định mệnh. Cuộc sống sắp đặt. Thật ra lúc nãy em xem cái gợi ý em cũng không hiểu rõ là cái gì. Nhưng mà ngày hôm nay đứng ở đây, em thấy những cái dụng cụ này thì em cũng đoán được hườm hườm là chúng ta sẽ chơi gì rồi. Nhưng mà em sẽ hỏi kỹ là cái máy chủ xem là luật chơi của vòng thứ ba này như thế nào nha. Máy chủ ơi, lần này chúng ta sẽ chơi như thế nào nha? Những khối năng lượng đó đã được tập hợp an toàn tại nguồn năng lượng của phi thuyền. Có điều, muốn kích hoạt lại chúng, phi hành đoàn sẽ phải sử dụng đến giọng hát của mình. Tuy nhiên, việc cất giọng hát đảm bảo âm lượng và chất lượng trong không gian lạ như hành tinh này quả thực không dễ dàng. Ở trong vũ trụ của chúng ta không phải là một cái vũ trụ bình thường. Cái không gian nó loạn, nó đặc, nó tùm lum tùm la hết trơn á. Cho nên khi mà cái âm thanh chúng ta phát ra đó, nó sẽ đi vòng vòng, nó không có đi vào trọng tâm. Và nhiệm vụ của chúng ta lần này, chúng ta phải làm sao ca thật là hay để phát cái âm thanh của chúng ta, truyền cái năng lượng ra để chúng ta mở được cái hạt năng lượng lượng. Sau đó chúng ta sử dụng năng lượng để lên tàu chúng ta trở về trái đất. Game chúng ta đơn giản, chúng ta phải đứng trên đây. Sau đó cái bục này sẽ xoay, xoay tới đâu không quan trọng, miễn là chúng ta vẫn kê gần cái micro này và chúng ta hát trọn vẹn bài hát. Ca hay, ca đúng và ca đủ chữ, chúng ta sẽ có điểm cao. Vậy là một dạng karaoke trên vũ trụ. Đúng rồi. Bây giờ hai cha con ai sẽ là người xung phong thi trước? Cho con thi trước. Không. Đúng rồi, cha phải thi trước chứ, để con coi con lấy tích kinh nghiệm. Bắt đầu cãi nhau rồi đó. Vâng, mời anh. Cho em hỏi là anh Trung có bị rối loạn tiền đình gì không ạ? Không, anh chỉ bị rối loạn tiền của anh thôi. Tiền của anh thôi. Vâng, anh có được chưa ạ? Mình được chọn bài không? Không. Và sau đây là phần thể hiện của chú hai sửa xe đến từ Sa Mộc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Phần thể hiện bắt đầu. À, nhạc quen quá, nhạc quen quá. Thời thời học sinh đúng không ta? Bài nhạc này cũng là thơm. Bài này là sáng tác của Nhất Trung. Nhất Trung. Ủa, tại sao cái này nhìn nhìn thấp vậy? Cách nào là xa nhất không? Một cái bài này. Ê, vô. Vô. Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu. Hứa yêu nhau đến muôn đời sau, hứa yêu nhau có trăng và sao. Trái đất cứ đôi ta cứ lặng lẽ xa, xa nhau không phải không hợp nhau. Trời ơi, nó quay lại tóc luôn. Bao lỗi lầm, đúng không?
Anh yêu em, yêu anh không, em yêu anh. Anh nghĩ dạ kìa. Sâu vào tâm trí của anh, tâm trí của anh. Một con trai đơn. Nó lạc sống rồi. Bên cạnh nhau cứ như thật xa, không dám nhìn, không nói gì. Dường như chúng ta chưa có người quen. Một bóng trái đất, em ngồi đây. Em như một bóng trái đất được luôn đấy. Đi. Anh ngồi đây cho anh ngồi đi. Cho anh ngồi đi. Không dám gọi tên. Nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim. Hay quá ông già ơi. Bây giờ tôi đang muốn khóc đây. Khá là cấp thiện. Còn điệp khúc nữa. Một vòng trái đất. Nãy giờ mấy vòng rồi? Nãy giờ mấy vòng rồi? Anh ngồi đây bên cạnh nhau cứ như thật xa, không dám nhìn, không dám nhìn. Dường như chúng ta chưa từng quen. Một vòng trái đất. Em ngồi đây, em lặng đi. Anh ngồi đây vẫn nhìn em. Không dám gọi tên. Nước mắt rơi từ khóe mắt sâu hay quá ông cụ ơi. Trời vừa hét mà vừa giải giọng ông già nữa hay gì trời. Mình cần ngừng trái đất lại được không? Trái đất có công rồi, trái đất quay hoài hoài. Trái đất sẽ dừng lại khi mà nhạc dừng lại. Well. Ok. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Chết rồi, bé nó còn tuổi 3 đó rồi. 87. Hay lắm. Và số điểm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là 87 điểm. Được không con? Ổn không? Được. Dạ, dạ được, được, hết, được, được hết, được hết. Được hết, được hết. Dạ. Mặc dù là đối thủ nhưng mà cha vẫn tin con làm được. Lên con. Rồi, ba giây lắc xe. Có nút. Nhà có nút. Và sau đây là phần thể hiện của bé Kim Anh. Kim Anh cố lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Ba, bài chị ta, bài chị ta. Đếm sao? Wow. Đếm đi con của cha. Cái cây đó làm cho mọi người bị bà cụ. Ha ha, cù giá, cù giá. Chịu không được. Ở đây như anh ơi. Hay quá. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng, kìa sáu ông sáng sao, trên trời cao. Không, ta tự tin người ta nhảy. Cái sĩ nhiều quá. Con không cần đi, lúc này con cứ thả lỏng đi, con cứ thả lỏng cho nó trôi đi đâu trôi con. Đó, thả lỏng thôi, nghỉ mệt. Dựa vô bay luôn. Đó, thoải mái. À, nó đưa vòng quanh. Vậy nha. Đứng ở ngay giữa tầm rồi, nó cứ xoay vòng tròn, 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 vòng tròn. Rồi, cố lên. Ông sao sáng, hai ông sáng sao. Mình đếm vào số 7 được không? Đếm hoài. Muôn ánh vàng, bốn ông sáng sao. Kìa năm ông sao sáng, kìa sáu ông sáng sao. Trên trời cao. Yeah.
Và số điểm tổng của bé Kim Anh đó chính là 93 điểm. 93. Mấy karaoke vũ trụ này y chang mấy karaoke dưới trái đất. À, thì cái máy này chương trình nhập từ trái đất lên mà. Em cứ nghĩ cái độ quà của em là đã là khó lắm rồi, không ngờ. Trời, tức là điểm quà của em là điểm tốt nhất rồi đó. Cái gì nữa? Thật sự, hai anh làm tôi quá thật giống. Và sau phần thi rất là nhẹ nhàng và không kém phần chóng mặt. Chóng mặt. Thì phần thắng tất nhiên nghiêng về bé Kim Anh của đội Tí Hon. Và tỷ số hiện tại của chúng ta đang là 3-1 nghiêng về đội Tí Hon. Xin mời các thành viên còn lại ạ. Bao nhiêu hy vọng. Xin chào anh Trung nha. Trời ơi. Anh Trung đã hết rồi mà anh Trung còn diễn xuất nữa. Một dòng trai đất anh đã ngồi ở đây nè. Em ngồi đâu? Em ngồi đây nè. Ngồi đây không nói gì. Trời ơi, anh cầm cái cây đó anh hát cuối gì nè. Em với Lan nhìn tưởng như trời ông cụ này hát bài này hay quá. Anh mà coi lại anh sẽ thấy anh lúc nào cũng vậy nè. Một dòng trai đất. Luyện lắm, để cái tay đồ dữ. Đúng rồi, đúng là hay lắm vậy đó. Mà con bé hết một cái là thấy nhà có nóc mất tiêu rồi. Tiêu rồi. Anh đã cố hết sức rồi. Không sao đâu anh, mình kết quả vậy là cũng lạc quan lắm rồi. Cũng lạc. Chương trình của chúng ta còn một vòng thi nữa. Lất ngược. Khánh ơi, nhiêu đây chưa đủ nhuột thả em? Không, vòng đại thử thách chúng ta có tới 2 điểm. Hiện tại tỷ số đang là 3-1. Nếu như chị cố gắng hết sức, dùng hết mọi khả năng và trí tuệ của mình, chị sẽ được hòa. Sẽ được hòa. Có nghĩa là 1 là 3 đều. Còn 2 là 5-1. Còn Lan là chuyên hòa. Chuyên hòa. Nhưng 2 cục tạ kế bên. Lan, nếu như lỡ có chuyện thì chúng ta sẽ đi vào lịch sử. Chúng ta sẽ là người thua hết mấy vòng luôn. Các con ơi. Dạ. Các con đã gác 3-1 rồi. Bây giờ chỉ còn một vòng cuối cùng thôi, các con có muốn là hòa với đội kế bên đây không? Dạ không ạ. Nếu mà không hòa thì các con có quyết thắng hay không? Yes. Vâng, không làm mất thời gian quý vị nữa, hãy đem trò chơi đại thử thách của chúng tôi ra đây. Và đây là phần thử thách lớn của đấu trường tài năng. Khối năng lượng cuối cùng đã được kích hoạt. Nhưng thời điểm này, thuyền trưởng, tức MC, chờ phát hiện ra rằng trong lúc hạ cánh thì tấm bản khóa của phi thuyền đã bị vỡ và văng ra ngoài. Nhiệm vụ của phi hành đoàn là phải vượt qua những địa hình trắc trở trên hành tinh này để thu thập những mảnh ghép đó để phi thuyền có thể khởi động, quay trở về trái đất. Sau lưng chúng ta là một cái nhà phao rất là rộng. Và thử thách của chúng ta là gì? Xin mời các bạn hãy nhìn tôi. Chúng ta sẽ leo qua đây. Leo làm sao vậy? Leo làm sao anh ơi? Chứ tụi em đâu có biết, tụi em mới chơi lần đầu mà. Mấy anh leo cho mấy đứa nhỏ nó coi chứ, anh Khánh này kỳ ghê. Chú lên đi. Tụi con có đồng ý cho chú Khánh leo thử cho mình coi không mấy đứa? Đúng rồi, vỗ tay chú Khánh nào. Đầu tiên chúng ta phải leo qua đây. Sau đó chúng ta leo lên. Chú Khánh leo lên, chưa thấy cái đỉnh ở trên. Chắc về chú phải phục hồi chị. Nhảy xuống. Chắc về chú phải phục hồi chị. Nhảy xuống. Sau khi chúng ta leo lên rồi, chúng ta xỉu xuống. Rồi sau khi chúng ta xuống đây làm gì ạ? Trèo qua ạ. Chúng ta leo ra ngoài. Thiệt hả mọi người? Leo ra ngoài thiệt sự hả? Đúng rồi mọi người ơi. Leo phải có thế nha. Ví dụ như thế này. Trời ơi. Chứ không u đồ sọ não là dữ chết. À. Sau đó, mỗi bạn, mỗi lượt sẽ được cầm một miếng này. Chúng ta lấy được rồi. Chúng ta leo ngược về. Là vừa cầm vừa leo luôn hả? À không ạ. À. Chúng
tôi chỉ diễn tả tới đó thôi. Tôi không đủ thể lực nữa. Hiểu rồi. Hay quá, chú Cánh Heo phải vỗ tay đi mấy con. Và tổng thời lượng của game này dành cho mỗi đội chính là 5 phút. 5 phút. 5 phút luôn. Ai sẽ là người thi trước? Các con trắng. Rồi, đội người lớn nhá, đội người lớn. Dạ, bọn con quyết định là đội khổng lồ thi trước ạ. Ủa, còn có 3 con mà con dành ép đội thi trước hả? Dạ. Dạ luôn rồi, mình cảm gia đình không níu kéo được gì sao cũng karaoke rồi. Dạ con cũng chỉ đến vậy thôi. Và sau đây là sự thể hiện tài năng của các thành viên đến từ đội khổng lồ. 3, 2, 1, bấm giờ. Lâu ạ. Wow. Mạnh tình lắm. Hay quá anh ơi. Đúng rồi, con gái này mình ở đó, leo qua đi. Trời ơi, quá dữ dội nha. Lên. Wow. Trung vậy tới chưa? Được không anh, được không? Được. Trời ơi. Được rồi. Ok. Ngon lành. Anh chạy tới rồi. Wow. Này nha, quá trời dữ rồi. Tới nơi rồi. Trời ơi. Tới nơi rồi. Xếp thôi. Thở ngơi, cho em chai nước. Tới em hả? Này là cái gì? Cố lên. Ok. Té xuống sụm bà chè luôn con. Trời ơi. Hay quá em Lan ơi. Thấy hàng rồi chưa thấy người. Dây đâu? Phóng lên, mất cọng dây rồi, phóng lên đi. Dây đâu? Cởi bao tay ra phóng lên. Kìa, có dây kìa. Có dây rồi. Có dây rồi. Anh Trung chơi xong giấu dây luôn rồi. Có dây rồi. Cứu. Anh Trung chơi xong giấu dây luôn rồi. Cố lên em Lan. Lên. Lăn quá. Cố lên Lan. Lăn quá. Tuyệt vời. Đã đẹp mà còn tài năng nữa. Tới rồi. Mệt quá. Cái gì đây? Nhìn thôi là thấy mệt. Đọc chưa? Thôi anh á. Thôi ơi. Quay. À. Wow. Nhà chúc chú về cho đi. Về rồi. Ráng lên. Ủa thôi, dài vậy. Cố ráng một chút cái đi. Cố lên. Cố lên. Tới anh đó, chung ơi. Tới rồi. Tôi tới rồi. Ráng đi. Rồi đây. Tới anh. Còn 3 lượt nữa. Thời gian đang thôi đưa nha. Từ thôi đưa. Còn 3 tấm nữa. Đông. Giọng bẻ xương khớp cho chú Trung. Khi mà anh ở nhà thường con thấy ba con mệt nhất là khi làm cái việc gì? Việc này. Hàng đây. Coi vậy là nhà con là phải nhiều việc lắm á. Nhà sẽ rộng lắm á nha. Hàng đây. Đi lên. Thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cố lên rồi. Trời ơi. Mình lẹ lên nha, mình lát nữa mình phải làm lẹ. Ráng lên. Má
lời luôn á. Ây da, trúng anh rồi Lan ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy anh? Không sao anh chịu được. Cố lên đừng có cười. Đang leo đừng có cười. Anh lại mắc cười mà. Lỗi anh, lỗi anh. Ủa sao vậy? Cười cười. Có lực quá rồi. Trời ơi. Thở đi em, thở đi em gái. Trời ơi, con không đi đẻ nữa. Con không đi đẻ nữa. Mày ơi. Đây đây. Rồi chạy còn 30 giây nữa nha mọi người ơi. Cái gì? 30 giây nữa thôi. Còn một bản nữa, 30 giây nữa thôi. Anh bị quặn đâu rồi đây? Ôi, cô lên chưa? Anh bị quặn đi coi đi. Wow, kêu tờ tốt, chú chậm tốt. Thôi chú. Chú ơi. Chậm thôi. 15 giây cuối cùng. Quăng đi Phi, quăng. 10, quăng. 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc. Ủa rốt cuộc tài năng của đội mình là gì vậy mọi người? Sao vậy? Ổn không? Ổn, ổn, ổn. Thật ra lúc nãy là đáng lẽ là em đi được đó. Anh Vy anh làm mắc cười quá à. Lỗi, lỗi mà anh. Mà cái khúc mà đang cứng ở đây nữa nè. Em biết cái kiểu cầm dây cương hiểu. Không? Mình bị gồng cái thứ trên đó, đúng không? Mà còn mắc cười nữa. Xin lỗi em, anh tưởng anh giỡn cái đó vui. Ai nghe không vui hết trơn á. Trời ơi. Đấu trường tài năng, không thể nào sai được. Nhớ nha. Các con đã sẵn sàng nhớ. Chưa? Yeah. Và sau đây là phần thực hiện thử thách của đội Tí Hon. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Cố lên. Đúng rồi. Cẩn thận nha. Hay lắm Sushi. Bắn. Đậu quá. Quá. À, bạn đang qua nha, bạn đang qua. Chuẩn bị nha mọi người ơi. Cố lên, Sushi ơi. À, đây qua em cố ơi. Lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đứng thở, nghỉ mệt, nghỉ mệt. Cố lên. Ơi, ai da không được rồi, không, không được sao rồi. Không sao, nghỉ mệt bình tĩnh con ơi, không sao nhẹ nhàng lại, tập trung sức khỏe nè. Đúng rồi, từng bước một. Cố lên Sushi. 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 Đúng rồi. Cái bảng đâu? Đâu bảng? Quên ngang xương. Đúng rồi. Ok. Rồi. Cố lên. Yes. Cố lên con ơi. Hay quá. Bám. Chú ơi. Quăng kéo sợi dây qua, quăng sợi dây lại. Quăng quá. Rồi. Cố lên con gái ơi. Ổn nha, đang ổn nha. Hay quá, trời ơi, tuyệt vời. Okay. Đạp thẳng lên con, đạp thẳng vô luôn. Đạp thẳng lên. Đạp thẳng vô luôn, đúng rồi, đạp thẳng vô luôn. Thẳng vuông góc luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, lên luôn, lên đạp thẳng luôn. Con đúng rồi. Con đúng rồi. Hay quá. Giỏi lắm. Rồi. Đúng rồi. Cố lên, cố lên. Hay lắm, bước hay lắm. Bước qua, bước qua. Rồi, tuyệt vời. Đội chữ lên đi. Cố lên Nhi ơi. Ngon lành. Rồi. Ok. Cố lên. Cố lên, cố lên. Thở đều, hết thở đều, đúng rồi. Còn 3 vòng nữa thôi. Chắc bị rơi.
Cố lên Nhi ơi. Cố lên. Đúng rồi. Cố lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Nỗ lực lên, đừng bỏ cuộc. Hay quá. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, hay quá. Đúng rồi. Thông minh, thông minh, thông minh. Cái bạn, cái bạn. Cái miếng, cái miếng. Vô Y Chang với hồi nãy. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Yes. Hay lắm. Xuân Si, lên đường. Xuân Si. Rồi, cái này con xếp đi. Này ở đâu nè? Nằm này vô đây đúng rồi. Vô. Xuân Si ơi, cố lên. Trời ơi. Trời ơi, còn sức nhảy nữa. Anh này nó phóng quá vậy phóng rồi. Ủa, lấy cái nào vậy? Biết nào. Lấy nguyên cái bảng luôn. Đúng rồi đó, cái đó mới là đúng á, con phải lấy cái trọng tâm trước. Quăng cái bảng trước nè. Ủa, từ từ thôi, từ từ thôi. Không khó nhất. Không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc. Cố lên, đúng rồi. Chú Thi ơi, có kinh nghiệm. Yes. Hay lắm, hay lắm. Cởi được cái gạch. Rồi, rồi, lên đường. Ở đâu đây, ở đâu đây? Ở đâu đây? Quá rồi, quá tới đây rồi, quá tới đây rồi. Rồi, đạp vô con, đạp vô, đạp thẳng vô. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Còn một cái nữa thôi, còn một cái nữa thôi. Hay quá. Cố lên. Hay quá vậy ta. Hay quá. Rồi, đội trưởng, hoàn thành nào. Nhi ơi. Còn một cái nữa. Bây giờ mình giấu cái này đi. Một phút 30 giây. Cố lên. Cố lên. Đâu, đâu, đâu. Xuống. Rồi. Đây, đây. Còn lại phút 30 giây nữa thôi mọi người. Hồi hộp quá. Lên, lên luôn. Cố lên, cố lên, cố lên Nhi ơi. Con làm được. Con làm được. Nè anh Lâm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ráng lên con, ráng lên con. Lên lên. Tập trung sức lực. Tập trung sức lực, đúng rồi. Lên, lên. Không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc. Anh Lâm, đúng rồi. Trời ơi. Về vị trí. Đi. Rồi. Nào nào. À. Xin mời rồi. Hai đội trở lại chính điện. Ủa sao bức tranh không bị khuyết kìa? Không biết đâu còn ai giấu vậy. Ai giấu? Ở đây ai dám giấu không rồi? Chú không có nha. Chú cái gì? Cái gì chú? Ủng hộ quá. Anh ơi, sao hổ. Vậy? Sao anh không để thua cách bình thường? Anh muốn thua mãi mãi. Không, em biết lý do tại sao đội anh luôn luôn bị thua. Là vì có những người đội trưởng hay giấu như anh đó. Là vì có những người đội trưởng hay giấu như anh đó. Hay giấu như anh đó. Và bây giờ chúng ta xin tạm kết khoảng thời gian mà hai đội đã thực hiện thử thách của mình. Đội khổng lồ tổng thời gian là 4 phút 57 giây. Ồ, thật là khổng lồ. Và đội Tí Hon các con đã hoàn thành thử thách với thời gian là 4 phút 40 giây. Ồ. 40 giây. Ồ. 40 giây. Ủa. Mình nhiều thời gian hơn. Đã nhiều thời gian hơn mà còn đi giấu đồ. Mình thắng rồi. Mấy tụi con đừng có bắt chú Phi nha. Chú Phi là tấm gương xấu đó. Chú Phi là tấm gương xấu đó. Ủa. Thật ra chú muốn cho tụi con biết một bài học cuộc sống. Đó chính là thắng không kêu, bại không nản. Thầy không nản. Nản anh. Một chút thôi, nản một chút thôi. Hồi nãy chú thấy là đội người lớn phải dùng rất là nhiều sức, nhưng mà chú không hiểu sao mà các con leo lên rất là nhẹ nhàng. Không, mà cái mà chú thấy mà đã nhất trong cái phần mà con thắng chú á là tụi con không ai chịu bỏ cuộc hết. Tụi con rất kiên quyết, xuất sắc. Chúc mừng được tí hơn.
Và bây giờ tôi xin phép được tổng kết số điểm của hai đội sau 3 vòng thi. Thôi không không cần đâu Khách. Thôi thắng thua rồi, được rồi, đừng có điểm xét quá. Tỷ số là 5-1. Anh Phi à, lần đầu tiên thua với tỷ số đậm về, cảm giác của anh thế nào? Thì vậy mà cũng còn cười được. Mà trong cái tập đặc biệt nữa chứ. Thật ra tôi chỉ muốn là cho anh Trung với con của anh Trung có những cái kỷ niệm thật là tuyệt vời với nhau. Vậy mà tuyệt vời, vậy mà tuyệt vời, vậy mà tuyệt vời. Bé nó thắng 5-1. Trời, tụi con nhỏ mà con thắng luôn cả chú, cả ba và dì. 5-1 như vậy là tụi con xuất sắc lắm nha. Đây là phần thưởng dành cho đội thắng cuộc. Các con sẽ nhận được một học bổng của khóa học toán tư duy 12 tuần tại hệ thống toán tư duy Hoa Kỳ. Wow. Anh có ý kiến, có thể trao học bổng này cho Phi luôn được không? Chứ thua hoài vậy. Tôi nghĩ là vòng sau tôi sẽ ráng gắn đi, tôi lấy cái bằng đó tôi đi học ổn chung mới được. Thôi em nghĩ là nãy mình ở trên vũ trụ này cần thêm có một vì sao nữa, sau quả tạ. Là anh Phi, dành cho anh Phi. Không, cho tôi về trái đất với mọi người. Mọi người ơi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta đã đủ nhiên liệu để trở về trái đất rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình Đấu Trường Tài Năng của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah. 5-1.